Dụng cụ y tế Quỳnh Giai xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn mẫu cân Omron HPF 375. Đây là dòng cân mình có thể đo được lượng mỡ cơ thể, chỉ số khối cơ thể và đo được phần trăm cơ xương của cơ thể. Bước thứ nhất mình sẽ khởi động máy. Nó sẽ reset lại ngày giờ trên màn hình máy của mình. Khi nào máy hiển thị 0,0 kg thì chúng ta sẽ bắt đầu nhấc màn hình máy lên. Sau đó chúng ta sẽ chọn guess. Đây chúng ta chọn guess thì nó sẽ hiển thị lên đây là số tuổi của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn một số tuổi chính xác. Hay như là ta sẽ chọn 19 tuổi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm display là nó sẽ lưu lại số tuổi. Sau đó chúng ta sẽ chọn nam hoặc là nữ. Mũi tên quay xuống là nam. Và mũi tên quay lên sẽ là nữ. Là nam sẽ chọn nam. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn chiều cao. Chúng ta sẽ chọn chiều cao chính xác. Mình là 1m58 thì mình sẽ chọn là 1580. Rồi sau đó bấm display, nó sẽ hiển thị lại một lần nữa cái kết quả chúng ta đã chọn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cân. Khi cân thì chúng ta cần nắm cân ở 20 cân tay và chúng ta sẽ đứng lên đo vuông góc với cơ thể cho đến khi số cân chúng ta dừng lại. Sau đó là sẽ đo phần trăm cơ xương của cơ thể cho đến khi tất cả dừng lại hoàn toàn thì chúng ta sẽ học được các chỉ số. Thứ nhất, nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết được là số cân nặng của cơ thể. Số cân nặng của cơ thể mình là 44,7 kg. Thứ hai là nó sẽ cho chúng ta biết là lượng mỡ cơ thể. Lượng mỡ cơ thể này khi ở đây nó hiển thị dấu trừ là hiện tại là lượng mỡ cơ thể đang thiếu. Khi hiển thị số 0 thì là lượng mỡ cơ thể đang ở mức bình thường. 1 cộng là nó sẽ hiển thị là cơ thể đang lượng mỡ đang cao. Và 2 cộng là lượng mỡ cơ thể rất cao. Thứ hai là nó sẽ cho chúng ta biết được lượng mỡ của nội tạng. Lượng mỡ của nội tạng ở mức 0 thì nó cũng sẽ là bình thường, trừ sẽ là thấp, và 1 cộng là cao, 2 cộng là rất cao. Thứ ba là cho chúng ta biết được chỉ số chuyển hóa cơ thể. Đây là nó sẽ tính bằng đơn vị kilocalo. Chỉ số chuyển hóa cơ thể này thì cho chúng ta thấy một ngày tôi phải sử dụng 1,246 kilocalo thì nó sẽ là đủ cho năng lượng cho một ngày. Nếu mà dưới mức này thì cơ thể sẽ huy động các cái phần trăm calo của toàn cơ thể để bổ sung. Thứ tư là nó sẽ hiển thị chỉ số BMI. Chỉ số này là chỉ số khối của cơ thể. Chỉ số này dựa trên chiều cao và cân nặng của mỗi người, được tính theo công thức là chiều cân nặng nhân cho chiều cao bình phương thì nó sẽ ra được chỉ số này. Chỉ số này từ 18 đến 23,5% là ở mức bình thường. Dưới 18 là chỉ số cơ thể đang gầy, và trên 23,5% là chúng ta đang có
lượng mỡ dưới da cao và trên 30% là chúng ta đang bị béo phì. Đây là cho chúng ta biết tuổi cơ thể. Tuổi cơ thể này là tuổi cơ thể sinh học. Thì cho tôi biết là hiện tại là chỉ số tuổi của tôi là trẻ hơn tuổi bình thường là 1 tuổi. Sau đó chúng ta sẽ bấm RHS. Thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta được tỷ lệ phần trăm cơ xương là 9.7%. Thì chúng ta coi tỷ lệ phần trăm cơ xương là 9.7% so với người cùng tuổi với chúng ta. Nếu ở mức xanh này là bằng với người cùng tuổi, dưới thì chúng sẽ thấp hơn người cùng tuổi và trên là sẽ cao hơn người cùng tuổi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.